chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Ba Xe Diary. Hôm nay là ngày 28 bị giọng rồi đó. Lúc này đang ở dốc Hàm Rồng, ở thành phố Pleiku rồi nè mọi người ơi. Mấy ba con sẽ đi siêu thị đầu tiên. Giờ thì mình đã tới siêu thị rồi, đi mua đồ thôi. Mấy ba con mình đang về siêu thị đây. Mẹ thì ở nhà không đi được. Có mắt ở đây khá là nhỏ, chỉ có 2 tầng thôi. Tầng trên là quần áo, mỹ phẩm. Ba với chị Hai đang chọn mua bông tắm nè. Trước Tết là cả nhà mình lại đi mua sắm như thế này đây. Cùng thảo luận xem nên mua cái nào. Tiếp tục hành trình. Ta-da. Quá trời đồ luôn mọi người ơi. Chúc mừng năm mới. Mua một chút đồ ăn vặt. Chuẩn bị về rồi. Xong nhiệm vụ giờ thì về thôi. Bây giờ thì xách đồ ra ngoài xe. Đó. Năm nào nhà mình cũng mua vali của Hsfarm. Rất là đẹp luôn. Lúc này là đi qua quảng trường Đại Đoàn Kết này mọi người. Bây giờ ba chị em đang ghé vào chợ truyền thống để mua thêm một số đồ ăn nữa. Hello, hello. Chị mình đang đi mua chầu cau nè. Chầu cau là không thể thiếu luôn. Này là một góc chợ nha mọi người. Nắng quá. Bây giờ lại tiếp tục đi mua đồ thôi. Cá trông rất là tươi ngon luôn đó mọi người. Nhìn đẹp quá ha. Mua bán cá dễ thương. Chợ này bán đầy đủ các loại trái cây luôn nha. Giữa trưa nên là ghé mua đồ ăn luôn nè mọi người. Ngon không? Mlim mlim. Ăn với mắm thì còn gì bằng. Đồ ăn đã có và giờ thì tiếp tục đi mua sắm thôi. Lặn lội mà ai cũng kiếm được quả Phật thủ. Mua ít ổi của người đồng bào, trông rất là tươi ngon luôn. Ba chị em đang đi bộ ra xe để về, tranh thủ đứng chụp hình một xíu. Giờ thì về với mẹ thôi. Ở
mái nhà rồi cả nhà ơi. Một đống đồ luôn nè. Đây là mẹ mình đang soạn đồ. Mẹ mình đang soạn đồ, chào đi mẹ. Tranh tủ soạn đồ và cắt hoa, cắm hoa. Nhà mình cũng ngâm lá dong và lạc để gói bánh chưng, đang chuẩn bị lau lá nè. Tranh. Nhiệm vụ mua sắm hôm nay thế là xong. Hello, và hôm nay mình và ba sẽ đi mua bông. Tự nhiên hôm nay lại mưa cả nhà ơi. Gần Tết mà mưa. Năm nào nhà mình cũng chưng lấy ơn nên là giờ đang đi mua nè. Quá trời luôn. Sau đó hai cha con vào chợ hoa. Năm nay dịch nên là cũng khá là điều hiu. Trời mưa, tranh thủ mua rồi về thôi. Rất là vắng luôn đó mọi người. Còn mưa nữa. Dạo hết một vòng thì ba con quyết định mua bông ở đây. Giờ thì về rồi nè. Mình và em cũng đi mua thêm quất nữa. Mọi người xem sương sương bông cây nhà mình nha. Cũng mới bưng cây vào thôi chứ chưa trang trí gì. Chắc là ngày mai gì đó thì mình mới trang trí vào nha. Chị mình cũng chuẩn bị đồ để nấu bánh chưng nè. Ba mình đang làm khuôn để gói bánh chưng. Năm ngoái được cho và năm nay ba tự làm luôn. Trông ngầu không mọi người? Ba mình cái gì cũng biết làm hết á. Giỏi nhất là làm bố mình. Tối hôm nay thì nhà mình sẽ ăn hàu. Chị mình đang rửa nha. Hàu rất là tươi ngon luôn á mọi người. Những con hàu ta nói bự chà bá luôn. Sạch sẽ xong xuôi rồi thì nướng và ăn. Ngoài hàu thì hôm nay nhà mình còn nấu lẩu nữa. Giờ nhìn nấu đi. Lên lửa nè. Đây, có hành nè, có phô mai nè, có đậu phộng nè, tuyệt vời. Quá là hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Ba mình sẽ ăn hào và cho cảm nhận. Rồi ba ăn đi. Rất tuyệt vời. Ba ăn đi rồi xem con bóp vỏ phô mai này nọ đó. Quá tuyệt vời. Béo nè. Vừa thơm mùi của hành. Rất là ngọt. Giống như nhà hàng. Mà nó vừa không ba, nó có bị mặn không? Vừa. Hàu nó không có bỏ gì nữa, do vô nó cũng mặn rồi. Hàu nướng hạt điều. Là hàu nướng hạt điều. Phô mai hạt điều. Thơm của phô mai.
đích luôn mọi người ơi. Ăn hàu xong thì để lăn lẩu nha. No nê cái bụng rồi thì nghỉ thôi. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem. Mọi người cũng đón chờ sau hôm nay tụi mình sẽ làm gì tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.